rồi, chào mừng mọi người quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay anh em chúng tôi đi tiếp tục với công việc đi bắt ong. Hồi nãy đi làm có phát hiện cái tàu ong rồi, rất là bá đạo, rất là khủng khiếp. Đây, đây giờ bọn mình đi bắt đây. Mọi người theo dõi nha. Đây, anh em mình đang xuống núi đi bắt. Đây có phải núi đâu, đây là dốc mà. Dốc cũng vậy, núi cũng vậy. Miền sao nó dốc là mình nói là núi. Đấy, hai anh đang xuống bắt. Đây, cho mọi người. Chào nha, chào nha, chào mấy em nha. Đây, hai anh đang chuẩn bị bắt ong ruồi. Bữa nay đi làm mệt quá. À, tình cờ mình thấy cái chuối rừng. À, bắt chuối rừng ăn luôn. Đây mọi người ơi, đây mọi người ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chiến rồi mọi người ơi, đây này. Trời ơi. À, vậy là dưỡng. Đây, bắt đây. Ui, ui, sao mà vơi tay được đây. Ui, mặt là mặt đấy. Mã, bắt đi, bắt đi. Đây, trời ơi, mình chưa thưởng thức luôn. Đây. Ngon quá. Con. Đấy, chút nữa mình ăn. Trời ơi, mọi người ăn nha. Đánh mày chuyển. Vừa làm đi chơi bắt ong này. Xa quá không thấy. Không dám lấy gần. Thôi đứng xa thôi. Mật con nó chết mình. Phải ăn chơi cho nó biết bớt đau buồn. Bắt cái xì gạc đi. Làm bây giờ tay hắn kia như vậy đi. Xin ghét tao ở riêu tao. Đây, trời ơi. Không dám lại gần. Đây, cái thành quả của bọn mình đây. Trời ơi, nhau mới đẩn. Chết tiệt. Trời ơi. Hồi nãy không quay được cận cảnh do chỗ nó ấy quá. Trời ơi. Đi. Ơi ơi. Ơi mật đấy, thử đây. Đây. Không lên. Đi mệt lại khó. Đi chỉ cọ được nó mà đấy. Có là hứng nhở à? Đá quá. Đây. Tự nhiên nó rớt hết rồi. Tiếc quá. Lấy chi nữa? Lấy chi? Sao lại hả? Thôi. Bám chặt. Mà chắp cái bám. Có gì? Thôi đi ăn thôi mọi người. Không sao, mình được cái chuối này là ngon rồi. Ông ăn nhiều rồi. Chuối rừng ít khi mới được ăn. Ui. Chứ cái là này. Mì phải xế quyệt nhỉ. Đây. Mời mọi người ăn nha. Ăn nhiều vậy. Đi lùm hắn mà. Mình chắp mình dở thiệt tao nào. Có phải sàng. Lưu lần lại. Sàng cái bẹt. Anh em mình đang ăn ong ruồi đây. Chú chào lần. Alo chào mọi người nha. Đây. Đây bây giờ mình được, quay được, cho cái này chuối nội này chuối rừng. Anh em mình đang ăn đây. Mật ong ruồi. Này nó khô hết rồi này. Đây. Hôm nay bắt ba bốn chai. Mật nó to lắm. Bây giờ cái thằng bạn mặc cái gì à, đôi mũ mà đó thằng bạn cơ hó không là cơ hó đã làm rớt quay quẹt lên chặt cái về tôi thấy cái bùng bạn mình định lì lại vậy hả lần ăn lăng đây mà mình ngâm rượu chắc ngon lắm á được ngâm rượu này ngâm rượu được mà đúng mà chơi được ngâm rượu được ăn nằm làm mình chắc thật đã luôn lần sao cảm giác ăn chuối này thế nào nó ăn không sao? Được hột nó nhiều quá không biết cái này mình ăn có nốt hột không nữa
ngọt ngọt chua chua ngọt mà chua chua đây mày mình chỉ hút ra nước thôi rồi nhả ra cái hột đây mọi người ạ. Giờ mình quay cho các bạn xem đây, đây là mật mật ong ruồi nào từ này ạ. Đây cơm phơi là ăn cơm thôi, dạ chập nước nó nhiều lắm coi ngon nhưng mà ăn không cơm biết ăn luôn ăn tại cái hột nó nhiều quá. Đúng. Cực kỳ bá đạo. Ui ngon ngọt cảm giác thế nào? Ngon hả? Ngọt ngọt chua chua cay 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 nó mà là cái nhàn เลกันมาลำบากก็ได้เจเลกลับงานนายลำบากอันแรกไม่บางอย่างหมดทุกมาดูมันไม่เกี่ยวอันด้วยนะหดเหนียวอ่ะตอนหดเข้าฮะหลุนเลยดูมั้ยได้หมดเหนียวแล้วซ้ำก็ไออันเห็นมาเพิ่มนะดูมั้ยได้หอยเจ็บเหนียวตัวแล้วตักได้ได้ได้นั่นได้ตักได้นะก็ได้ใส่ซองให้ตาจัดให้ด้วยเหลือมึงอันกระดาวอืมไปทุ่มเยอะเลยคงอันเดือดดีล้วนนะแล้วเล่าเนื้อสัตว์ไต่บันยังมาอันน้องงอนไต่บันรัดน้ำเนื้อสัตว์หนึ่งเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เอาได้ได้แล้วไม่เอาอันหมดมันคงอันนะอันแค่หมดใช้นึ่งงอดก็อันห้องเดือดงอดของเทตาเศร้าล้วน người ta gọi là chua tư vua alo alo cái này mình cứ dùng tay mà mình liếm ăn bẩn sống lâu mà quay mẹ anh ăn ăn cái mật ong ruồi gì bẩn đấy ăn bẩn sống lâu mình được liếm là liếm đây toàn mấy thằng ăn to không đúng là cực kỳ ngon cái này gọi là sinh tồn không phải là thưởng thức sinh tồn đúng rồi bữa nay nóng quá mọi người ơi, trời không chịu mưa nữa, đi làm mệt thôi rồi luôn. Đừng liếm cả tay luôn rồi. Ừ. Nói chung ăn cái này nó ngọt lắm mọi người. Nhưng mà nếu mà ăn nó thật chắc vừa. Đấy, con non nó đi. Ừ. Con chấm mật á. Con chắc là con non. Nó ngọt thật đấy. Không được ăn. Ăn hết chất, chất ngọt rồi mình nhổ luôn thôi. Không dám nuốt. Hết đầu dày dày. Đây là chỗ vừa đây nha mình làm việc. Bây giờ mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký, bấm chuông giùm mình nhá. Và cái nhà mình nhé. Đây nếu mà ngâm rượu chắc ngon lắm người nha. Ai đã từng ngâm cái rượu chuối rừng chưa? Nếu cần thì mình ship cho nha. Nó này anh giữ quay trở lại. Đây. Thấy ngon không người? Đây. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy thì cho mình một like và bấm nút đăng ký ủng hộ mình nhé. Bye mọi người nhé. Bye. Bye.